Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Bạc Liêu đêm 6 tháng 2 và ngày 7 tháng 2. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bạc Liêu, áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường yếu và lệch dần về phía đông. Trên vùng biển phía đông Nam Bộ, gió đông bắc có cường độ yếu trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục lùi dần về phía nam, dắt qua Nam Bộ hoạt động tốt. Thời tiết khu vực tỉnh Bạc Liêu mây thay đổi, đêm không mưa ngày nắng, sáng sớm có nơi có mùa nhẹ, gió đông bắc cấp 2, có lúc cấp 3. Nền nhiệt độ không khí trong tỉnh ở mức thấp nhất từ 23 đến 25 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ. Chuyển sang thời tiết biển, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau, mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, ngoài khơi sóng cao từ 0,5 đến 1,5 m, biển bình thường. Dự báo thủy văn, mực nước tại Gành Hào cao nhất 1,37 m xuất hiện lúc 22 giờ 30 phút ngày 6 tháng 2, thấp nhất âm 1,25 m xuất hiện lúc 7 giờ 30 phút ngày 7 tháng 2. Mực nước tại Phước Long cao nhất 0,44 m xuất hiện lúc 5 giờ 30 phút ngày 7 tháng 2, thấp nhất 0,33 m xuất hiện lúc 0 giờ 30 phút ngày 7 tháng 2. Tình hình xâm nhập mặn. Độ mặn tại sông Gành Hào cao nhất từ 24 đến 26 phần ngàn, xuất hiện từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 2. Độ mặn tại kênh Quảng Lộ Phụng Hiệp cao nhất từ 2 đến 4 phần ngàn, xuất hiện từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 2. Cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn tại Phước Long cấp 3. Tình hình xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh, vùng Nam quốc lộ 1A có xu hướng tăng dần, tại vùng Bắc quốc lộ 1A có xu hướng giảm nhẹ. Cần chủ động các phương án bảo vệ các vùng sản xuất trong tỉnh. Sau đây là dự báo thời tiết tại các khu điểm du lịch của tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh thành trong cả nước.